Cuối tháng này là anh em mình với Linh Đồ với là Điệp là đi 189, qua 189 đấy mình sẽ rồi. XL Anh ạ. Tiến thì chắc là ở lại đi sau. Cổ với Anh là Tiến Anh Tiến Điệp là sẽ đi trước. Tầm ngày ngày mùng 1 đấy. Đầu tháng, nói chung là đầu tháng. Áo ngây ngây bán trên trời. Đúng rồi, nó phải ngây ngây như này nó mới bán được chứ. Bán trên trời thì mới 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 kiếm được tiền như đúng không? Áo ngây ngây chán thật, áo người ta đẹp như thế này, đẹp áo ngây ngây, ngây. áo đẹp mà không phải áo ngày ngày áo đẹp rồi. Chất liệu là 100% ai cũng cotton phải mặc áo mà organic nha tuổi mọi không người dùng ơi. được Áo à, cực tuổi chất không liệu cực à, kỳ xịn và mặc cực kỳ mát nha. 40 kg lấy em size S ạ. 1m60 45 kg lấy cho em size S. Đã vô cảm ơn chị Trúc Ly. Một mét năm 53 kg là mình sẽ là ai chưa mặc size gì có còn thể bao nhiêu comment chiều ba cao phút cân nữa cả nặng nhà giúp ơi, mình nha. còn đúng bao nhiêu suất nữa được ơi, 3 phút đấy cả nhà này, 3 phút nữa là sẽ qua mã khác nha mọi người, người XL tranh thủ thì nha. Từ Form to trên quá, 80 kg form trở đẹp lên mà, form đẹp mà không to đâu, tại vì cân nặng của mọi người bao nhiêu thì ấy thôi, mua áo đúng size thôi. Và cái form này thì mình nghĩ là nó chỉ to ở cái phần cổ tay này này một tí thôi, nó bị loe ra một tí thôi, nhưng mà cái này là form mang rộng mà. Mang rộng. Ok, còn bao nhiêu chút nữa được nào? Còn 3 phút nữa, 3 phút nữa sẽ qua mã sản phẩm khác nha mọi người ơi. Đây, sản phẩm này là sản phẩm mới. Mới 1m8 nặng 95 kg lấy cho em size XL nha Nô Thịnh ơi. Không ai cả, chỉ đúng có rồi. Đi đường mang thôi. 1m6 40 kg lấy cho em size S ạ. Đẹp chưa? 90 suất nữa cả nhà ơi, 90 suất nữa, 3 phút nữa nha mọi người. 90 suất, 3 phút, 90 suất nữa. Tại sao lại áo lại đắt? Bởi vì là chất liệu nha mọi người ơi, chất liệu 100% cotton organic nha. Với bình thường là bây giờ đi ra shop kể cả chất liệu như thế nào đi ra chợ cũng 200 mấy rồi, cùng tầm tầm giá như này rồi nha mọi người ơi, chứ không có rẻ hơn đâu. 72 73 kg lấy em size L ạ. Đây là ai cũng có thể mua được đấy. Đúng rồi, 1m8 86 kg lấy cho em size XL, 1m7 80 kg lấy cho em size L ạ. Có vô chơi 42 40k nha mọi 52 kg người, lấy cho em có size M vô chơi thôi. 40k nha mọi người, nhớ áp vô lấy chơi cho em nha, size M thôi nha. Mọi người nhớ áp vô chơi 40k nha mọi người ơi. Cuối tháng này là anh em mình với Linh Đồ với là Điệp là đi 189, qua Angola 190 rồi. Mình sẽ XL Anh ạ. Tiến thì chắc là ở lại đi sau. Anh với là Điệp là sẽ đi trước. Tầm ngày ngày mùng 1 đấy. Đầu tháng, nói chung là đầu tháng. Ồ hết bà hết giảm 40k rồi mã giảm mọi 40k rồi người à? ạ. À Nhật à. Và để sản phẩm mới ở trong giỏ có voucher 40k, 1 phút anh ơi qua má. Ok, 1 phút nữa thôi, từ từ 1 phút nữa à, thôi. Một phút nữa mọi bây người giờ 20 giờ 29 rồi, đúng 1 phút nữa thôi cả nhà là qua má nha. Những ai mà chưa mua được thì có thể vào trong giỏ hàng săn sau nha. Ok nha cả nhà. Rồi bây giờ nhận lại đi lấy ấy đi. Bây giờ nay là xin được gần 90 điều, 90 điều tiền voucher. Nên là mọi người cứ mua thoải mái đi, cái này bên Tito Shop sẽ chịu đấy. Hai bên là khách hàng và coi như chủ bán quần áo là sẽ ấy 90 triệu voucher mà, nên là mọi người cứ áp voucher vào nha để giảm xuống 40, toàn mã 40k. Mọi người không mua được thì nhanh tay đi cả nhà ơi. Đúng, hết rồi 30 đấy. Ok, xong sản phẩm này nha mọi người. Ok, xong nha mọi người ơi, xong nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Nên rất là con nhiều. Áo ngây ngây bán trên trời. Đúng rồi, nó phải ngây ngây như này nó mới bán được chứ. Bán trên trời thì mới kiếm được tiền chứ, đúng không? Áo ngây ngây chán thật. Áo người ta đẹp như thế này. Đẹp. Áo ngây ngây. Ngây. Áo đẹp mà không phải áo ngây ngây. Áo đâu. Đẹp rồi. Bây giờ đi đã bảo rồi, quan điểm là mọi người cứ thấy rẻ là mua, nhưng mà cái chất lượng nó có được tốt đâu. Đây mà mua không chất lượng thì nó lại phải mua nhiều lần. Đấy. Mà nhiều lần thì bằng tiền này hơn, nhiều khi lại hơn tiền mua cái hàng chất lượng đấy. Đúng rồi mọi người, trải nghiệm tất cả các mẫu áo bên nhà Quality Store rồi thì mọi người cho mình cái feedback đấy về cái chất lượng của áo, và khi các bạn giặt đi giặt lại rồi mang đi mang lại
thì nó có giữ form cho cả nhà không, và áo có kiểu vải nó kiểu khó chịu hay gì không đấy, thì mọi người mang rồi mọi người cảm nhận được. Mà nếu mà thực chất ấy, khi mà anh em mình bán áo ấy, thì nếu mà một lần mọi người mua về đấy, mang trong vòng 5 tháng hay một năm gì đấy mà cứ giặt đi rồi là mang lại thì nó sẽ kiểu không được tốt ấy, không được tốt về áo ấy, thì chắc chắn là bao nhiêu người vào đây thì kiểu gì cũng chửi rồi đấy. Không phải là đơn giản mà tự nhiên có phải là bán đi ngày một đâu. Đúng, cái này rồi, bán rất là nhiều năm tháng mà khách hàng thì vẫn là mấy khách hàng quanh quanh đây thôi, chứ có khách hàng mới đâu. Toàn đúng khách không, quen nhà thôi. Toàn khách quen thôi. Nên ôi là trời ơi. Ôi áo đẹp này. Đẹp quá nhỉ. Thôi bây giờ mã áo nào. Ôi, đẹp. Bây giờ là mọi người thích lên mã nào nào? Áo hai má. Lôi con boy và Africa. Đấy, áo cũng áo màu trắng này, màu đen này. Áo này chỉ một màu thôi đúng không? Đúng rồi. Màu, áo này chỉ một màu. Còn áo này cũng một màu. Không, áo này đủ màu. Áo này đủ màu. Mọi người muốn lên áo nào ạ? Đúng rồi, áo chất lượng siêu tốt nha mọi người ơi. À lôi con. Đẹp. Đúng lên 51-48 nghỉ lên mình sẽ ép nhá. Áo này bán luôn à? Bán luôn. Áo mới. Mọi người ơi, thấy chưa này? Đấy. Áo mới tiếp với cả nhà này. Áo mới tiếp. Trước đấy là chỉ có màu đen thôi. Màu đen thôi. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ lên áo lôi con boy trước nha. Nhiều bạn hỏi áo lôi con boy. Đức ơi ghi cho chị áo lôi con boy đi. Đúng rồi, chất vải siêu tốt và hình in cũng siêu tốt nha. Chưa bao giờ có cái shop nào bán online mà có thể bảo hành cho mọi người lên đến 90 ngày đâu mọi người ơi. Em đang Nghệ An. Bọn mình đang ở Nghệ An mọi người ơi. Chất vải ok, Lindo đúng. Lindo dùng kem trộn không? Đây, kem áo trồn mới cả nhà này, kem áo mới này. Bôi là trắng. Ui, mốc. Áo mới cả nhà nha. Lúc đầu, cái gì nhỉ, sản phẩm đầu nó cũng là form dáng sai như này. Mà nó là màu đen, đấy logo QL màu xanh ở đây này, logo này logo nổi. Ok, bây giờ là mọi người chọn đi. Ba sản phẩm này thì mọi người thích lên sản phẩm nào? Đấy, 1, 2 và 3. Đấy, mọi người thích chọn mình sản phẩm nào? Mình là 1, Lindo là 2 và Linh là 3. Mọi người có thể comment. Comment số lượng lên để xem như thế nào. 1 hoặc 2 hoặc 3. Áo mới tiếp à? Lại 3. Đấy, lại 3. May mắn nhỉ. Đẹp nhỉ. Lại 3. 3 hả? 3 đúng không cả nhà? Em chọn anh Linh. Ba nha. Áo mà, áo này. Ủa, mà. Áo chứ không. Áo mà mọi người ơi, áo. Áo mà. Ồ ok, đấy từ nhiều áo người, Linh. Nhiều okay. Người ghê nhỉ. Chọn áo này quá. Đấy, mang áo nào người ta sẽ chọn áo đấy. Ok. Ý kiến chưa? Ok. Đẳng cấp là nó thế chứ. Đấy, phải uy tín lắm chứ đùa đâu. Chọn Linh. Ok cả nhà, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Thì thôi, Đức ơi lên chơi luôn cả điêu luôn. Chơi tiếp. Điêu luôn. Ba áo tiếp. Đã bảo rồi, sản phẩm mới là cứ ba áo mà nổ thôi. Mọi người thích 99k hay là 1k? 99k hay 1k cả nhà. Ba áo nha, ba áo. Ai săn được thì vào săn nha. Ok chưa cả nhà? 99k. Ok, 99 nha. Rồi, Đức set cho anh ba áo. Ba áo thôi nha. Ba áo mới. Xét cho anh ba áo đấy. Ui biết nhầm quá. Ba áo thôi nha. Rồi 99k nha cả nhà. Để thôi 99K. Anh đếm đi, nhanh thật đấy, thằng này nhanh quá, nhanh nhở. Công nhận, nó phải học thêm đi là nó có kinh nghiệm nhiều hơn rồi đấy. Ok nhá, bây giờ là đếm 3 nhá. 321 nhá, là ba áo sẽ hiển lên là mọi người nhanh tay nhá. 99k thôi ạ. 99k áo mới polo của mình đây. Chín chín k thôi nha mọi người ơi. 4.200 người đang ở trong giỏ hàng rồi, chen bấm liên tục rồi, tim hồi hộp đập nhanh lắm rồi. Khi mà săn sale là tim hồi hộp đập nhanh lắm. Nhanh lên được chưa? Thôi vẫn không kịp. Rồi. Mình thề với mọi người là mình chưa bao giờ kịp mua cái sun sale này hết. Mọi người nói mà không hồi hộp đi.
tim không đập nhanh đi. Nếu mà không phải thì sai. Đấy, nếu mà không phải như thế là sai. Tim có đập nhanh không? Có hồi hộp không? Có đỏ mặt không? Mọi người nói đi để xem như thế nào. Không, không thấy ghim đâu. Có ghim ấy mọi người. Mất rồi. Nhưng mà nhanh hết lắm. Chưa ghim á? 6K. Không hiển à? Chỉ có 3 sức thôi. Hết rồi mà. Hết rồi. Hết rồi mà. Ai vừa mới săn được có thể comment. Sao là nhiều người đã săn này, đã săn này. Lê người... Tâm này, Seafood này. Hết rồi, có hiển không cả nhà? Việt Hà này, có hiển không? Hiển này. Phải có hiển không mọi người? Có hiển không mọi người? Có hiển không? Ơ sao lại không hiển được nhở? Hiển như có hiển mà. Có hiển mà. Nhiều người comment có hiển mà, hiển rồi mà. Mảng nhanh thì mới nhìn thấy hiển. Hay là do mảng hay là ấy. Có hiển mà, nhiều người hiển mà có nhiều người không hiển. Đấy. Có đấy mọi người ơi. Mà bọn mình bảo là lên deal là chắc chắn là bọn mình sẽ lên. Có hiển chắc là nếu mà những ai mà không hiển thì chắc là mảng